Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh Mr. Liên. Phần tin đáng chú ý hôm nay là tin gió mùa đông bắc và rắc, tin mưa lớn ở Trung Bộ và sau đó là tin áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão gần Biển Đông trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng ngày mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên từ sáng ngày mai đến ngày 26 tháng 12, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và có nơi có dông. Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 12, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 200 mm. Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Bình Định có mưa rào và có nơi có dông. Cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm, có nơi trên 100 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Từ ngày mai 25 tháng 12 ở Bắc Bộ trời chuyển rét. Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra được rét đậm. Vùng núi có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 10 đến 13 độ. Vùng núi có nơi từ 4 đến 7 độ. Vùng núi cao có nơi xấp xỉ dưới âm 1 độ. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11 đến 13 độ. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Riêng khu vực Hà Nội, từ gần sáng mai 25 tháng 12 đến ngày 26 tháng 12 có lúc có mưa rào và dông. Ngày mai 25 tháng 12 trời chuyển rét. Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 12 có rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11 đến 13 độ. Từ ngày mai 25 tháng 12, trong đất liền, gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 3, cấp 4, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Từ trưa và chiều mai 25 tháng 12, ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Từ ngày 26 tháng 12, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và vùng biển phía bắc của khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Ngoài ra, hiện nay theo mô hình dự báo sớm của Trung tâm Khí tượng GFS của Mỹ cho biết, trong những ngày cuối tháng, trên vùng biển phía đông nam của Philippines sẽ hình thành một cơn bão mới có thể đổ bộ vào đất liền Philippines trong dịp Tết dương lịch tới và không loại trừ khả năng di chuyển vào Biển Đông. Mọi diễn biến tiếp theo chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Mời quý vị chú ý theo dõi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.